kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về đất bằng sao lại nước trào tiết già chia sẻ hôm nay thật là kỹ để cho các bạn cũng như là mình biết là sắp tới rồi đó các bạn đã tiết già cũng như chia sẻ rất là nhiều vấn đề nước dân mà hả giống như là sụp đất là hả lỡ đất núi tuôn tất cả những gì đã chia sẻ rồi mà các bạn thấy không rất là ít mà bây giờ thì càng ngày càng nhiều mà cái lý do mình không biết được như thế nào đúng không thì hôm nay tiết già chia sẻ kỹ lại Tại sao mà đất đang bằng mà hả Tại sao nước lại cào lên dâng lên như vậy làm cho dân chúng khổ sở đó các bạn thấy không Đây là giống như là hả nước dân coi như không có phải là chỗ nào cũng dân nước á, chỗ có chỗ không nó chỗ thì coi như là hả à, sụp đất nè chỗ thì lỡ đường nó từng khu vực thì đó là như thế nào đó là sự gì chuyển lưng Thánh Vương nha các bạn tiết và dạ học và chia sẻ cùng các bạn các bạn thấy càng ngày càng nhiều không tự nhiên mình đang đi cái con đường ngon lành chạy xe ngon lành như vậy bỗng dưng một ngày nào đó tự nhiên cái chỗ đó người ta văng dây lại không có cho mình đi nữa nói rằng là con đường này rất là nguy hiểm tại vì đất nó đã sụp xuống đã lỡ đất lỡ đường rồi các bạn thấy không như vậy làm cho mình rất là khó khăn trong cuộc sống không nó đây là chuyển lưng thánh vương để bắt đầu diễn cảnh hạ quân màn chót đó các bạn đã vô rồi nha các bạn đây là cảnh diễn ra để gì để cứu vớt chúng sanh tại sao cứu vớt chúng sanh nếu như một người nào đó hữu duyên mà nhìn thấy cái cảnh này hỏi các bạn rằng mình còn ham tiền ham của ham vật chất trên trần gian nữa không chắc chắn rằng là không còn ham nữa rồi nếu như mình ngưng lại mà mình không làm nữa thì mình đâu có tiền để mình mua cũng như thực phẩm thức ăn để mình nuôi cái xác phàm này thì tiết già chia sẻ với các bạn yên tâm các bạn đi làm ăn bình thường Tại vì không có lúc nào mà mình làm 24 trên 24 hết đúng không các bạn Mình đi làm một ngày 8 tiếng 10 tiếng về nhà vợ chồng con cái tắm rửa nước nôi ăn cơm gì đó dù sao đi nữa ít nhất cũng hả dư thời gian một ngày nửa tiếng một tiếng 10 phút gì đó thì cái thời gian này là cái thời gian gì mình đọc kinh mình niệm phật mình nghĩ đến cái chuyện những cái món chay mình không ăn những cái thịt động vật nữa mình suy nghĩ những cái thiện lành và mình hướng về cái con đường gì cái con đường phật pháp cái con đường tu nhân tích phước thay vì hồi xưa mình chưa biết tu các bạn biết không chính tiết già cũng vậy nè tức dữ lắm chồng chửi cũng tức mà cũng như là hả con ngỗ nghịch cũng tức cái gì mình cũng tức cũng giận hết mặc dù mình hả không có ác mình không có trả thù nhưng mà mình rất là tức tối bực bội làm cho mình cũng như phí cái thời gian để gì cái thời gian đó để mình niệm phật mình hả cũng như là hả tịnh tâm đúng không các bạn đó là nói những người mà gọi là có tâm phật còn những người nào mà không có tâm phật rồi á người ta còn gì nghĩ cách trả thù nữa đó các bạn đó bây giờ hả cái cảnh mà diễn ra này là coi như là hả để cứu vớt chúng ta đó các bạn mình nhìn thấy như vậy là mình nhanh chóng để tu giống như những lần mà dịch bệnh nè tấn công mình rồi những khi mà mình nhìn thấy ai đó cũng như là chẳng may mà bị bệnh ung thư coi như là nan y những cái bệnh mà khó trị đó các bạn thấy không làm cho chúng ta nhìn thấy như vậy á cảm thấy trần gian này là cõi tạm cõi để chúng ta đến đây học hỏi cõi để chúng ta đến đây để gì để cả nghiệp để cũng như là trải nghiệm cái cuộc đời cái kiếp trần ai này để chúng ta tiến hóa đó các bạn nó nếu như mình chưa biết thì coi như bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ biết và mình sẽ coi như là hả tu tập để kịp nếu như mình không tu thì không có còn kịp nữa bây giờ là ai mà chạy theo danh lợi á các bạn biết không chỉ có nước mà khóc mà thôi các bạn thấy không những người mà cũng như là đi thi người mẫu hoa hậu hay là đi thi những uh, uh, cái chương trình mà gọi là hả làm đẹp hay là nghệ sĩ tất cả những gì đó là tiết già nói chung hết nói đây là rất là đau khổ rất là bi ai rất là đau thương cũng có những người nào mà người ta hữu duyên hữu đức hữu tài người ta có những cái gọi là gì những cái phước báo mà từ nhiều đời nhiều kiếp thì các bạn biết rằng dù cho người ta làm diễn viên dù cho người ta là đi thi hoa hậu hay là điện ảnh đi nữa người ta sống trong gì nhung lụa các bạn thấy nó rõ ràng chưa còn mình á là thuộc gì thiếu phước mà mình chạy theo như vậy là mình hả cũng như là chạy theo cái đau khổ cho nên bây giờ mình quay ngược trở lại đi mình không chạy nữa bây giờ mình quay đầu trở lại quay đầu trở lại con đường phật pháp nó con đường tu nhân tích phước nó đơn giản quá tại vì hiện tại bây giờ thời kỳ này thời kỳ màng chót nha các bạn cho nên hai chúng ta tu tại gia cũng được xuất gia cũng được ở chùa cũng được ở nhà cũng được có vợ có chồng có con cũng được các bạn thấy không quá dễ để cho mình tu nếu mình người hữu duyên mà mình nhìn thấy như vậy đó là mình gì mình dễ mà gọi là buông bỏ đi tu hành còn nếu như mình chưa có đủ duyên lành thì mình nhìn thấy như vậy mình nói trụ nó sợ quá sao nó sụp đất chỗ này mà nó dâng nước chỗ kia rồi những cơn lốc xoáy nó cuốn trôi nhà cửa nó bay nó tróc gốc hết bao nhiêu cây cổ thụ các bạn có tưởng tượng rằng mình hả người nào mập lắm là trăm kg thôi mà cái gốc cây cổ thụ nó nặng biết bao nhiêu tấn cái lực của nó rất là nặng luôn làm sao mà kéo nổi lên đúng không các bạn đó mà tại sao mà hả một cơn gió nhẹ thôi là các bạn thấy là thổi nhẹ 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 gì đó mà nó bay đi biết bao nhiêu gốc cây nó bay thiết bay nhà bay cửa đây là diễn cảnh màn chót để cho chúng sanh trên cõi ta bà này nhìn thấy đó mà coi như buông bỏ mà đi tu đó các bạn chỉ cần một cơn giông gió thôi là nó tuôn một giờ đó đây là lời nói người xưa lời nói trong kinh sách lời nói trong sấm truyền nhưng mà hả mình thấy rằng không có tuôn một giờ đâu các bạn ơi một giờ nó tuôn rất là nhiều Thế kiểu như là chỉ thoáng qua 10 phút thôi là đã tuôn biết bao nhiêu coi như là nhà của sự nghiệp của chúng ta rồi coi như là hả tan theo mây khói hết các bạn thấy không hiện bây giờ tu vẫn còn kịp nha các bạn vậy mà còn một số người vẫn còn chạy theo danh lợi biết đâu một ngày nào đó những người chạy theo danh lợi người ta nhìn thấy như vậy là tự nhiên người ta buông bỏ à các bạn thầy răng thiên hạ không tu nơi nơi khắp xứ giọng dù nghinh ngang đến chừng núi lở đá tan bốn phương sao xuyến chẳng an dân trời thầy đây là đức thầy của chúng ta đấng từ bi của chúng ta nha các bạn chứ không phải là người thầy bình thường, người thầy đức độ gọi là hạ đấng từ bi mới có thể gì, mới có thể mà giống như là để lại những cái lời sấm truyền, những cái lời mà để cho chúng ta đi đến cái con đường tu tập, người bình thường không ai dám nói đâu các bạn. Nó thời kỳ đã đến gọi là gì? chuyển lưng thánh vương đó tiết già chia sẻ và nói kỹ là một lần nữa để các bạn biết như vậy để các bạn biết rằng tại sao chuyển lưng thánh vương nè các bạn nghĩ rằng là coi như là vương là vua đúng không các bạn vua này là gọi là vua thánh nè không phải là à, một nhà vua độc ác đâu kỳ này là mình được coi là vua thánh các bạn nghĩ rằng là chắc có lẽ là một người nào ở trên trời rơi xuống hay là hãy giống như thánh tiên nào rơi xuống phàm trần này để làm vua nói chung là chuyển lưng thánh vương là chuyển hết tất cả những cái tâm xấu xa của những người hiện tại dù người đó đang làm vua đang làm tổng thống đang làm chức vụ cao cấp đang cai trị một đất nước thì người đó dù có tính độc ác đi nữa thì hiện tại bây giờ mưa gió bão bùng nước ngập các bạn biết hôn rồi làm sao mà cái người đó người ta có thể ác tâm nhẫn tâm được thì dĩ nhiên cái người đó người ta rất là thương đồng bào của chúng ta rồi người đó tự nhiên các bạn biết hôn người ta chuyển cái tâm từ bi kề này rất là lạ cũng cái ông chủ tịch đó cái ông tổng thống đó cái ông giám đốc đó không có người nào xa lạ mà chính cái người đó tự dưng người ta chuyển cái tâm lành nó rất là lạ còn nếu như mà người đó không chuyển được tâm lành thì như thế nào là tự động coi như là hả người đó sẽ gì sẽ hả đổi qua một cái gì đổi qua một cái kiếp khác hoặc là cái người đó có thể gì chuyển kiếp và chuyển luôn những cái gì mà hạ trọng trách của gì của nhân loại như ngày hôm nay tại vì sắp tới là đây là chuyển lưng thánh vương là chuyển hết những cái tâm lành chuyển không còn những cái tâm ác nữa đó các bạn nếu còn lại tâm ác thì coi chừng nó rớt ghế nó đơn giản vậy giống như mình nói rằng mình muốn trụ trên trần gian này sống khỏe sống tốt sống có cơm ăn áo mặc thì mình phải luyện tâm mình rèn cái tâm mình thiện lành thì mình mới có được chén cơm mình ăn thì dù cho mình có mắc nghiệp xưa mình có trả nợ xưa nghiệp xưa đi nữa thì mình có đau bệnh gì mình cũng qua mình có đói khổ gì nó cũng rất là nhanh nó nhanh qua để mình tiếp tục hành đạo để mình có được chén cơm trên trần thế đó là tiết già chia sẻ thật là kỹ chứ mình đừng có nhìn người ta mình nói ồ cái anh nó cái chị đó sao mà nó giữ vậy các bạn yên tâm đừng lo nói chung là hạ nước dân thêm chút xíu nữa đất nó tuôn chút xíu nữa bây giờ cái sự sống nó khó khăn quá tiết già bảo đảm là những người ác những người nào mà người ta từng làm những chuyện gì mà độc ác cũng như là hả hại người coi như là bây giờ người ta nhìn thấy cái cảnh này tự nhiên người ta cũng chuyển cái tâm lành nè à. nhưng mà hữu duyên á là chuyển rất là nhanh mà thiếu phước thì chuyển hơi chậm đó các bạn ai cũng phải chuyển tâm mới sống được trên cái trần thế bắt đầu từ ngày hôm nay đó các bạn đức thầy khuyên rằng khuyên trong lớn nhỏ bé già gắn lên cho tới kẹo mà khôn tinh mấy người ở thế lòng khinh ai mà lên tới thấy linh diệt đời đó các bạn thấy không Nếu chúng ta chuyển được cái tâm lành Thì việc đời này chúng ta nhìn thấy Rất là linh hiển Rất là màu nhiệm Không có còn mà giống như là hả hại người Hại vật giết hại chúng sanh Rồi hả đem những cái thức ăn đó Nuôi dưỡng cái thân xác phàm này Làm cho chúng ta hả Nóng dữ khổ đau bệnh tật đó các bạn tại vì ai mang cái xác phàm này thì cũng có cái lòng ham muốn hết á tiết già cũng từng như các bạn cũng ham muốn nó cũng muốn giàu muốn sang muốn đẹp muốn ăn ngon nhưng mà nó quá đau khổ đi cho nên tiết già kịp quay đầu trở lại đó các bạn và tiết già học đạo và tiết già cảm thấy gì rất là hạnh phúc rất là vui vẻ dù cho cái cơn bệnh nó đến hả coi như nó cũng qua chứ không bao giờ mà đến đổi mà bán thân bất tội mà gọi là nằm bất động không biết gì nói tại vì tiết già đã trải qua mà thập tự nhất sinh rất là nhiều nha các bạn không phải cái đợt này đâu các bạn ơi cho nên tiết già vẫn vui vẻ mà để cả nghiệp xưa nó tại vì mình hả chưa có đủ duyên lành con đường tu của mình á nó giống như là nó mới mẻ quá nè nó cũng như ít ỏi quá nè nó ngắn quá nè thì mình làm sao mà mình đỡ được cái nghiệp xưa đúng không các bạn thì mình phải chấp nhận cả cái nghiệp xưa cả cái nghiệp đau khổ của mình nhưng mà nhờ có tu cho nên mình qua rất là nhanh nó người ta kinh sợ không lời thiệt hơn rồi đến sau mà nước dậy quá dời thì lúc này sao không còn tu kịp bây giờ mới tới đầu gói nè các bạn thấy không với lại có cái chỗ mà nó ngang bụng thôi hoặc là những chỗ mà sụp đất những chỗ mà đường lỡ con đường này lỡ mình còn đi con đường kia tức là hả cái con đường này nó xấu ác mình bỏ nó đi mình đi qua những cái con đường gì suôn sẻ mình trở về các bạn thấy không hiện tại bây giờ vẫn còn đường đi chứ nếu như á các bạn biết mà một ngày nào đó là đường nào cũng sụp hết rồi mình biết đi đường nào tức là bây giờ còn kịp đó các bạn nó bây giờ coi như là hạ nước dân cũng dân ít thôi đúng không? Vẫn còn giống như là hả chưa có phải mà hạ dân mà gọi là ngập đầu ngập cổ ngập lúc những cái cây cao thì lúc đó không còn tu kịp nữa các bạn ơi. Tại vì khi chúng ta đã tu tập rồi, chúng ta đi đến cái con đường thiện lành rồi thì chúng ta nhìn thấy những cảnh này chúng ta rất là bình tĩnh, không có sợ hãi. Người sợ hãi các bạn biết không, nói dễ coi như là nó đi đến cái ngũ tạng lục phủ mình hả coi như yếu dần và hạ đau bệnh tật lo âu coi như là hạ gầy ốm mà hạ gọi là sợ sệt đó các bạn còn nếu, nếu như mình hiểu rằng đây là chuyển thế đây là coi như là chuyển lưng thánh vương để ra đời để tiếp tục chúng ta xong cái con đường gì con đường coi như là hạ thượng quân thánh đức đã đi đến với chúng ta rồi thì con đường tu chúng ta còn tiếc chi nữa đúng không các bạn nó hiện nay còn kịp nha các bạn kịp cho tất cả những người hung ác những người bạo tàn để mà luân chuyển để mà theo kịp đó các bạn người đang sống trong thiếu thốn bất hạnh nè là biết mình là gì thiếu tu nó đơn giản vậy thôi đó các bạn thì bây giờ mình nhanh chóng lên giống như ngày xưa nè tiết già rất là khổ nè không có cơm ăn nè cái tuổi của tiết già thì nói thì không bao giờ mà hả nói dối được ai cũng hả trải qua cái cảnh gì coi như là ăn khoai mì ăn lá lan ăn cháo cháo đôi khi mới lâu lâu mới có được ăn đúng không các bạn đó coi như là mình hả biết rằng mình thiếu phước nè thiếu tu nè thì bây giờ mình gì mình sẽ tiếp tục con đường tu để mình hưởng được cái phước ấm no hạnh phúc là trước tiên. Đó người mà hạ đang mà thiếu thốn, người đang bất hạnh là người gì? Người thiếu tu mà hiện tại bây giờ các bạn biết không, hạnh phúc thì nó ít lắm mà bất hạnh thì nó hơi bị nhiều. Mình lập gia đình đầu tiên mình thấy nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà sau đó coi như là mình sanh con đẻ cái con cái mình đa số bây giờ các bạn biết không rất là khó dạy, nó ngổ nghịch, nó ngang bướng dữ lắm các bạn ơi. Tại vì đời nó đã tới rồi, tu hành tịnh niệm trường chay tuyệt dục nha các bạn. Nó thì mới coi như là kịp. Tiết già chia sẻ thật là kỹ càng tại sao mà phải tuyệt dục tiệc dục ở đây không có cấm các bạn về vấn đề vợ chồng vấn đề vợ chồng á là các bạn hả cái này là cấu tạo âm dương nó để các bạn sanh ra những lớp trẻ sau này thì cái này không có sai nha các bạn còn dục ở đây là dục gì dục vọng quá cao ham muốn vợ bé vợ mọn ham muốn chồng trẻ tình yêu trẻ ham muốn vàng dòng chuỗi hộp xe cộ nhà lầu xe hơi mà ngoài cái sự mà gọi là giống như cái khả năng của mình đó, nếu như mình có được coi như là 2 tỷ 10 tỷ mình mua chiếc xe thì không có sao còn có khi mình không có được một tỷ nào mình có chỉ có một hai trăm triệu mà mình muốn mua cái xe hơi một tỷ thì cái này gọi là gì dục vọng quá cao làm cho chúng ta gì nằm đêm suy nghĩ nó suy nghĩ không biết làm gì cho có tiền để mua chiếc xe nó cao cấp như vậy đúng không các bạn nó cho nên tiết già chia sẻ thật là kỹ chứ các bạn đừng có nghĩ rằng là cái chuyện tình yêu tình cảm hay là tình nhân loại là dục vọng không phải như vậy nha các bạn chúng ta ngoài chuyện tình yêu tình cảm tình vợ chồng tình yêu thương cha mẹ thì chúng ta còn gì còn một cái sự mà gọi là lòng ham mê vật chất đó Ai cũng mê hết đó các bạn. Nếu như mình không bước vào đường tu mình mê dữ lắm các bạn ơi. Nó tại vì mạt pháp này làm cho lòng dạ chúng ta mê danh mê lợi mà hiện nay là đang thời chuyển lưng thánh dương cho nên mình mê danh mê lợi là mình chỉ có khóc mà thôi các bạn thấy những người mà người ta cũng như là hạ mê danh mê lợi nè rồi người ta gì nè người ta khóc người ta buồn người ta đau khổ mà người ta không chịu buông xuống mình chỉ cần mình buông xuống đi mình buông cái danh đó đi, mình buông cái lợi đó đi là mình không có còn khóc, không có còn buồn nữa mà mình cười vui vẻ, mình niệm Nam mô A Di Đà Phật. Đó các bạn thấy như vậy nó có vui vẻ hạnh phúc không? Nó mình sống trong cái thiện lành, mình sống không có chạy theo đời thì coi như là hả mình sống để gì? Để cái sự tiến hóa này để tiếp tục cái con đường hành đạo của mình chứ đừng tiến theo cái chiều hướng danh lợi tiền bạc mà lời tiên tri này các bạn biết đã có hàng trăm năm rồi nó coi như là hả còn sắp tới thì như thế nào đó lời tiên tri thì đã qua rất là lâu rồi mà cái sự hiện tại của lời tiên tri này năm nay phải kiếp ân cần giáo truyền khắp hết xa gần tu thân mấy người làm phước làm nhân tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng các bạn có biết rằng tại sao bây giờ mà ai cũng bước vào đường tu là người ta thấy hả giống như là làm cái gì nó cũng suôn sẻ hết tùy theo coi như là hạ nghiệp của mọi chúng ta cho nên hả chúng ta nói tại sao kỳ quá tự dưng cái mình bước vào đường tu có mấy tháng hoặc mấy năm là mình cảm thấy cái cuộc sống mình nó thay đổi hoàn toàn không có còn mà lo nghĩ không có còn cũng như là khổ sở như ngày xưa nữa các bạn có biết rằng như thế nào không đây là cái thời kỳ đại ân xá cho chúng ta cho tất cả muôn loài dạng vật coi như là trong đó có loài người nói tiếc và học và chia sẻ để các bạn biết rằng mình tu là phước liền bên lưng đó các bạn hiện nay các bạn thấy rằng thời tiết cũng rất là lạ nắng thì coi như là nắng cháy hết không có trồng trọt được rồi, rồi nếu như mưa thì mưa không ngừng các bạn thấy không mưa không ngừng thì nước ngập cũng không trồng được rồi cuộc sống chúng ta sắp tới như thế nào mà bây giờ đi đến đâu là đường nứt đến đó rồi sụp đất lở đất đó rồi những cơn mà gọi là hả chấn động những cơn mà sóng thần những cơn mà địa chấn rồi hả bão lục coi như là khắp nơi nơi luôn các bạn thấy không tiết nhà chia sẻ đây không phải để mình sợ không phải để mình lo nhưng mà chia sẻ để cho chúng ta hữu duyên bước vào đường tu chúng ta cũng như là hưởng được cái phước gì cái phước giàu sang hạnh phúc không còn lo sợ không còn cũng như là sợ hãi nữa tiết giờ xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu nhanh chóng để kịp gì kịp coi như là hạ chuyển lưng thánh vương để coi như nhìn thấy đất bằng sao lại coi như nước cào. mình tịnh tâm tu hành là mình không còn sợ hãi nữa video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo